Giang hồ đất cảng, võ hiểm triệt hai đại ca hàng nóng tàn bạo. Những năm đầu thập niên 1980, Hải Phòng xuất hiện rất nhiều băng cướp khác nhau, với hình thức hoạt động tinh vi cũng như sẵn sàng nổ súng để thực hiện hành vi của mình. Chính điều này đã khiến người dân luôn phải sống trong cảnh lo sợ, trong đó có hai băng cướp nổi tiếng nhất được cầm đầu bởi những đại ca khét tiếng. Để biết thêm thông tin về hai băng cướp này, xin mời quý vị xem hết video này của OV Đại Bàng. Mánh lòng quá giang. Cuối năm 1982, đầu năm 1983, dân Hải Phòng lại giật mình thon thót khi trên địa bàn thành phố xảy ra liên tiếp nhiều vụ cướp giật trắng trợn. Đối tượng gây án hùng hãn, sẵn sàng siết cò súng để thực hiện hành vi phạm tội. Ra soát lại toàn bộ các vụ việc, các trinh sát nhận định đối tượng gây án rất có thể là những tên tù trốn trại ở Quảng Ninh Giạt sang. Có nhận định ấy bởi thời gian này, theo thông báo của Bộ Công an, một số tù nhân nguy hiểm ở Quảng Ninh đã đào tẩu khỏi trại và gây ra rất nhiều vụ cướp, giết ở khắp vùng đất mò. Chúng liều lĩnh, manh động, đến độ, có tên để giải cứu đồng bọn mới bị công an bắt lại, đã đem lựu đạn đến cộp ngay trên bàn làm việc của công an phường để mắc cả chuyện thả người. Đúng như nhận định của các trinh sát, những vụ cướp có sử dụng hàng nóng xảy ra liên tiếp ở Hải Phòng chính là sản phẩm của hai băng cướp, đều là những tên tù trốn trại từ đất Quảng Ninh. Băng thứ nhất do tuyến lợn Nguyễn Văn Tuyến và Phương Tế, Hoàng Văn Phương cầm đầu. Bằng thứ hai do hai tên Cẩm Thi, Phạm Hồng Cẩm và Hùng Hề, Đinh Văn Hùng thao túng. Tuyến Lợn là người Hải Phòng nhưng theo gia đình chuyển ra Hòn Gai sinh sống từ tấm bé. Tuổi thơ của Tuyến gắn liền với trường giáo dưỡng và trưởng thành vì phiêu bạt khắp các nhà tù. Đầu năm 1982, khi đang nằm trong nhà đá, cũng bởi tội cướp giật, Tuyến đã gặp Phương Tế, một hào hán có cảnh ngộ giống mình thời đó trang thiết bị canh phòng ở các nhà tù rất thô sơ và thiếu thốn đều khoác trên mình những án tù dài dằng dặc tuyến lợn đã bàn với phương tế tìm thời cơ vượt ngục ra ngoài dựng nghiệp bá vương một buổi đi làm được sự hỗ trợ nhiệt tình của đám đàn em trong trại cặp mèo mả gà đồng cùng một số tên lưu manh có hạng khác đã vọt ra ngoài một cách nhẹ nhàng ra tù súng đạn đã đề hề ngay lập tức chúng khiến nhân dân đất mỏ phải sống trong nỗi kinh hoàng tột độ liên tiếp cướp liên tiếp nổ súng khi cần sau này khi bị bắt trở lại, Tuyến Lợn đã khai rằng chỉ trong vài 3 tháng ở Quảng Ninh, bọn chúng đã gây ra trên 20 vụ cướp, trong số đó ra nửa là phải dùng đến khẩu côn bát mà hắn lúc nào cũng dắt bên mình. Với độ liều thì phương tế phải gọi Tuyến Lợn bằng thầy. Còn nhớ ngày 8 tháng 12 năm 1982, sau một phi vụ chót lọt, Tuyến cùng Phương đáp về nhà một chiến hữu tên Yên ở gần bến Cano phường Bạch Đằng tổ chức khao quân. Đang đập phá thì công an ập đến chẳng nói chẳng rằng tuyến liệng luôn quả lựu đạn rồi mới vơ súng chạy lựu đạn nổ yên chậm chân chết luôn tại chỗ thấy em mình chết thảm anh của yên uất quá cũng cùng công an đuổi theo truy kích tuyến cùng đồng bọn trong khi phương tế chạy thục mạng thì tuyến lợn cứ đùng đỉnh khi mọi người đuổi gần đến nơi tiếng súng đã xé tai đoàng đoàng thì bất ngờ y đứng lại lại một quả lựu đạn nữa được y thản nhiên ném ra và mặt vận anh trai yên cũng lìa bỏ cõi đời hôm sau biết tin hai anh em yên đều đã chết mặc kệ phương tế cùng đàn em can ngăn tuyến lợn một mình ung dung quay lại nhà yên y bảo đến thắp cho anh em yên nén nhang gọi là tạ lỗi thời điểm này được hỗ trợ của bộ công an công an tỉnh quảng ninh đã tiến hành những trận đánh lớn nhiều băng nhóm nguy hiểm đã xa lưới có băng nhóm biết khó thoát khỏi lưới trời đã kéo nhau lên đổi ăn nhậu rồi dùng lựu đạn tự tử hàng loạt đàn em rơi dụng hết biết khó sống ở đất mỏ Tuyến Lợn đã bàn với Phương Tế tính bài lánh sang đất khác và chẳng còn nơi nào phù hợp hơn là kéo bạn về đất cảng quê mình. Hùng Hề nhà ở Cẩm Phả cũng sống nhãn mặt ở các trường giáo dưỡng và các nhà tù. Năm 1981, đang thụ án tù, Hùng Hề trốn trại ngược lên vùng đồng bào dân tộc ở Bình Liêu, Bà Trẻ, kiếm ăn qua ngày bằng nghề xẻ gỗ. Thế nhưng với bản chất một tên lưu manh chuyên nghiệp, lao động nặng nhọc, hắn thấy không cam. Thế nên kéo cưa lửa xẻ được vài tháng, Hùng Hề quay về Cẩm Phả tại đây hắn gặp cẩm thi một người hùng mới nổi duyên phận giang hồ đã khiến chúng gắn bó với nhau để rồi dân cẩm phả phải sống trong nờm nớp hãi hùng cũng chỉ vài ba tháng mà chúng đã làm loạn cả vùng than vốn dĩ yên bình cướp ở mọi nơi mọi lúc và cũng sẵn sàng nổ súng khi cần hùng hề là kẻ cực kỳ danh mãnh khôn ngoan chính vậy nhiều lần công an vây bắt hắn đều nhanh chân trốn thoát cuộc đào tàu của hùng hề cẩm thi sang đất hải phòng dưới sự đạo diễn của hùng đến giờ nhiều cựu binh hình sự hải phòng vẫn còn ấn tượng Bị công an Quảng Ninh vây kín các ngã đường, bọn chúng đã vào nhà một chiến hữu ở Cẩm Phả để mượn xe đạp và mượn luôn bộ quần áo của vợ tên chiến hữu này. Chỉ một loáng, từ một kẻ thổ lỗ bạm trợn, Hùng Hề đã biến mình thành một cô gái duyên dáng, yểu điệu. Thế là súng dắt cả quần, lưu đạn nhồi trong áo lót. Cô gái ngồi lên xe đạp để người yêu Cẩm Thi đạp một mạch từ Cẩm Phả về đến Hải Phòng, qua mắt hàng chục chốt gác. Khi bị bắt, Hùng Hề khai trên đường chạy trốn y hãi nhất là qua bến phà bãi cháy bởi trên phà có rất nhiều công an chọn chuyến phà đông nhất mới xuống nhưng để an toàn hơn y liên tục nhõng nhẽo với người yêu anh à nhanh lên mẹ em đang chờ cơm đấy không nhanh thì tối nay ứ cho đâu Đu yên ương cứ thong dong một cách tỉnh tứ trên đường về đến quảng yên biết là đã thoát cô gái mới rũ bỏ xiêm y một viên đạn trúng hai đích ngắm về đến hải phòng bọn chúng lao vào những vụ cướp giết điên cuồng như chẳng có gì phải sợ sau này khi bị bắt được hỏi khi đi cướp anh có sợ không tuyến lợn đã trả lời cháu không sợ gì cả thế khi rút súng bắn người anh có nghĩ gì không cháu không nghĩ gì cả cháu chỉ nghĩ là tiền kia phải vào túi cháu không đưa thì cháu bắn từ khi chúng xuất hiện dân hải phòng ăn ngủ không yên nhiều người ban ngày ban mặt ra đường có xe đạp mà chẳng dám đi bởi đó là miếng mồi ngon để chúng cướp đã nhiều trường hợp phải gánh chịu hậu quả đau lòng cũng bởi chiếc xe đạp của quý lúc bấy giờ cướp bóc xảy ra liên tiếp, dân tình hoang mang lo sợ. Tình thế đó khiến các chiến sĩ cảnh sát hình sự Hải Phòng như thấy mình ngồi trên chảo lửa. Nhiều ngày cật lực điều tra, nắm bắt tình hình, bóng dáng của tuyến lợn, phường tế, hùng hề, cẩm thi đã rõ dần trước mắt các trinh sát. Thế nhưng biết rõ tội ác chúng làm, nhưng chúng thì cứ như những bóng ma, thoát ẩn, thoát hiện, không theo một quy trình nào, khiến nhiều lần vây bắt, các trinh sát đều phải về không. Đang lúc bế tắc, thì các trinh sát nhận được tin báo Hùng Hề Cẩm Thi đang ngủ tại nhà người quen của chúng ở một huyện ngoại thành. Nửa đêm hôm đó, mục tiêu được các chiến sĩ hình sự giả trai làng vây kín. Từ ngoài cổng nhìn vào, các trinh sát thấy rõ Hùng Hề và Cẩm Thi đang nằm ngủ trên giường. Bất ngờ ập vào, hai tên tội phạm sẽ không thoát dù ai cũng biết súng của chúng đang kẻ kẻ dưới gối. Đang định tấn công thì các trinh sát khựng lại bởi một tình huống bất ngờ trong nhà có chó. Nếu tiến thêm vài bước nữa, thế nào chó cũng sủa, như vậy sẽ tức thì bị lộ. Khả năng bất ngờ không còn thì rủi ro sẽ rất lớn bởi đấu súng thì vô cùng nguy hiểm. Trong nhà có cả người già và trẻ nhỏ, súng đạn thì chẳng có mắt bao giờ. Thấy kế hoạch đó không ổn nên những cậu trai làng lại phải lặng lẽ rút lui. Sớm hôm sau, hung Hề cầm thi ra quán quen ăn phở như mọi ngày và chúng chẳng thể ngờ rằng sau lưng chúng có một chiếc xe khách lặng lẽ bám theo. Quán phở ở ngay giữa ngã ba đường và chiếc xe khách đó cũng đỗ lại để lơ xe chạy lòng quàng bắt khách súng dắt cặp quần, quan sát khắp lượt thấy đã yên tâm, hung hề cầm thi yên trí ngồi ăn. Sáng sớm quán vắng nên khi thấy có người lạ đi vào, hắn đưa mắt chằm chằm nhìn một thanh niên ăn mặc tình toàn và gọi liền lúc sáu bát phở. Thấy chúng nhìn mình như vậy, anh thanh niên ấy lảng mắt quay sang nói với bà chủ quán, gớm đi làm thuê cả năm, nay chuẩn bị về quê mới dám ăn phở đấy. Nói xong, anh thanh niên quay ra vẫy mấy người đang ngồi lố nhố ở quán nước bên kia đường. Sang ăn nhanh đi các tướng! nhanh lên, kẻo nhỡ xe không kịp về với bù nó bây giờ. Năm người lũ lượt sang kéo bàn ngồi sát hùng cẩm, rồi liên thuyên đủ thứ chuyện nhà quê. Nhìn toán người quê một cục, hai tên tội phạm không còn nghi ngại gì nữa mà thở phào tiếp tục cắm cúi ăn. Đang ăn, một ông nhà quê kêu phở nhạt, đứng dậy quay sang bàn hùng cẩm mượn lọ gia vị và bà chủ quán chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì sáu ông nhà quê và hai vị khách cũ đã lao vào nhau quần thảo như những người mang thủ vạn kiếp bàn ghế lật nhào, bát đĩa vỡ loàng xoảng Và khi chiếc còng số 8 bập gọn gàng vào tay hai vị khách cũ, thì quán phở đã chẳng khác gì một bãi chiến trường ngổn ngang đổ nát. Cần nói rõ thêm, thời điểm diễn ra vụ tập kích này, thì miếng võ bắt tội phạm nguy hiểm, tội phạm có hàng nóng đã được các chiến sĩ hình sự Hải Phòng thuộc Lào Lào và đã từng tác chiến thành công trong rất nhiều phi vụ trước đó. Miếng võ này do chính hình sự Hải Phòng sáng tác ra và đã được hình sự của rất nhiều tỉnh thành học tập. Miếng võ này tuy đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Bắt một tên tội phạm nguy hiểm phải cần chí ít ba chiến sĩ. Chiêu đầu tiên là một chiến sĩ bất ngờ lao vào ôm chặt lấy nửa người trên của đối tượng, khống chế chặt đôi tay. Tiếp đó, chiến sĩ thứ hai lao vào khóa chặt đôi chân và chiến sĩ thứ ba nhanh chóng khám người tước ngay vũ khí, đồng thời tra khóa vào tay đối tượng. Thế nhưng nhớ lại trận bắt hùng hề cẩm thi, những ông nhà quê ấy năm ấy bây giờ vẫn còn thấy dùng mình bởi nhiều tình huống suýt làm hỏng việc. Tình huống thứ nhất, Vừa vào quán thì một trinh sát bị một đối tượng cũng từng là lưu manh xách cặp lồng vào mua phở nhận ra. Anh này thấy cố nhân thì vô ngay lấy, hỏi thăm dối rít Hùng hề cẩm thi thấy lạ nên đã buông đũa giỏng tai nghe. Nhưng rất nhanh, người trinh sát được những lời hỏi thăm chết người đó đã vội vàng chạy ra, cũng vờ cười cười nói nói để cướp lời kẻ xuất hiện không đúng lúc kia. Mặt vẫn tươi giói rói miệng vẫn niềm nở thân tình nhưng bất ngờ khuôn mặt ấy biến sắc, rồi một âm gió phát ra chỉ đủ cho người đối diện nghe biến Cũng là kẻ thông minh Nên thấy người quen quát vậy Biết các anh đang làm việc Nên đối tượng này đã ấp úng rồi giả vờ quên tiền Rồi chuồn thẳng Khi đối tượng kia quay đầu phắn Để hai nhân vật chính trong quán khỏi ngờ vực Trinh sát này đã gọi với theo Này bố mẹ ơi Về bảo vợ nhút gà vào nhé Nếu tí nữa nhớ xe Bọn tôi sẽ vào uống rượu đấy Anh em lâu ngày gặp lại phải có cái gì xương sương Mới khoái đấy Quay lại trong quán Chính sát này đã cố tình thông báo lại với mấy ông bạn của mình. Thắng hát cùng đội xây với tôi năm kia ở miền ngược, đúng là trái đất tròn, không ngờ hôm nay lại gặp nó ở đây, ông tướng cứ nai vào nhà trời mãi. Cú gỡ bí ngoạn mục đó đã hoàn toàn qua mắt Hùng Hề và Cẩm Thi, chúng lại điềm nhiên xì sụp như chẳng có chuyện gì. Tình huống thứ hai, ấy là miếng võ 3 trong 1, 3 người bắt một người, đã không xuân sẻ như mong muốn. Nguyên nhân tại các trinh sát quá đói và mệt, một sự thật mà đến giờ nhiều cựu binh hình sự hải phòng vẫn sống và chiến đấu trong thời gian đó chẳng thể nào quên. Theo Hùng Hề, cẩm thi từ chiều hôm trước, số tiền công tác phí ít ỏi đã tiểu hết nhẵn. Đến sáng, đi qua hàng xôi, ai cũng mơ ước có được nắm xôi nóng dẻo để quên đi cơn đói đang hành hạ đến cồn cào. Sáu bát phở mà một trinh sát vừa gọi, ấy là vì công việc nên làm liều vậy, chứ thực ra chẳng còn ai có đủ tiền để trả. Đang định vội vàng ăn để lấy sức nhưng không kịp, phải ra tay ngay bởi bàn bên. Hai tên tội phạm đã sắp ăn xong, chuẩn bị đứng dậy đi ra là những tên có thể hình lực lưỡng nên dù ba đánh một nhưng phải rất vất vả, các trinh sát mới tra được tay hai tên tội phạm vào còng. Trong cuộc vật lộn ấy, một trinh sát mặc ít áo đã bị bỏng ở lưng khi cầm thi vùng vẫy đạp đổ nồi nước phở, khiến cả nền quán sũng nước khói bốc nghi ngút. Lại nói chuyện tuyến lợn, phương tế, do gia đình có việc, tuyến phải tạm chia tay phương để ngược về hòn gai. Thiếu tuyến, phương như hổ mất vuốt nanh, chẳng dám làm ăn gì, cứ ru rú ở khắp các nhà trọ. Bỗng một sáng thức dậy, thấy dân tình đồn ầm Mỹ việc công an vừa túm được cướp là tù trốn chạy từ Quảng Ninh, hùng hề cầm thi. Phương tưởng tuyến đã bị bắt nên hoang mang, sợ hãi. Trốn thôi, hắn nghĩ vậy và vội vã nhảy tàu, định chạy vào Nam tìm xây dựng vùng kinh tế mới. Đến Nghệ An hết tiền, hắn phải xuống tàu và lại vác súng đi cướp. Có lẽ không biết hắn là phương tế, tên tội phạm đang nổi như cồn ở Hải Phòng, nên nhân dân và công an địa phương đó đã truy đuổi dâm rộ khiến hắn không có đất làm ăn trong một lần đi cướp ở vinh hắn lại bị công an và dân phòng vây bắt đường cùng phương tế lẻn vào một nhà trẻ bắt học sinh làm con tin có lẽ đây là vụ tội phạm khống chế con tin để tìm cách trốn chạy đầu tiên trong lịch sử hình sự việt nam kêu gọi mãi mà phương tế không chịu ra hàng và có lẽ không ý thức được sự nguy hiểm liều lĩnh của hắn nên một chiến sĩ công an đã dũng cảm lao vào giải cứu con tin và anh đã hy sinh anh dũng biết là khó thoát nên hôm đó phương tế đã quyết tử thủ đến cùng như thú điên xả bẫy, hắn gào thét, chửi rủa rằng nếu hắn chết thì chắc chắn sẽ có vài mạng nữa chịu trùng số phận. Thế nên, khi thấy anh công an đột nhập vào, hắn đã một tay cầm súng, một tay lăm lăm liệu đạn chờ sẵn. Một tiếng nổ không khóc vang lên đã lạnh lùng cướp đi tính mạng của anh công an dũng cảm trên. Thấy anh công an ngã xuống, mọi người ốt hận ập vào. Có lẽ trước thế trận ngùn ngụt ào ào đó, Phương Tế đã sợ hãi nên không kịp trở tay. Y bị bắt khi trái lựu đạn đã mở chốt an toàn. Tin công an Nghệ An bắt được Phương Tế ngay lập tức được chuyển về Hải Phòng. Hai trinh sát đã không quản mưa rét phóng xe máy vào để áp tải hắn ra. Khi Phương Tế vừa lên tàu chạy trốn thì tuyến lợn cũng từ hòn gai về. Cũng lại nghe tin công an Hải Phòng vừa bắt được cướp là tù trốn chạy, tưởng Phương đã bị bắt. Tuyến đã đến tận cổng công an, phường cầu đất để tìm hiểu thực hư. Đến nơi, thấy trước cổng ảnh mình, ảnh hung hề, cẩm thi, Phương Tế dán đầy dưới lệnh truy nã. Tuyến cũng bắt đầu thấy nào núng hoang mang tìm kiếm vài ngày mà không thấy tâm hơi phương đầu, nghĩ chắc chắn bạn mình đã nằm yên trong khám, Tuyến đành đi cướp một mình. Vắng trợ thủ, Tuyến không những chẳng chùn tay mà ngược lại, hắn liều lĩnh và tàn bạo hơn. Một lần về Kiến An, đi ngang qua đài tưởng niệm, thấy đôi trai gái đang ngồi tâm sự, hắn liền tạt vào vỗ vai chàng trai, cho xin cái xe đạp. Chàng trai chống cự, xô hắn lộn xuống ruộng, nóng mắt, hắn rút súng bắn luôn, rất may viên đạn không đi trúng đích. Thấy tiếng súng nổ, mọi người ập ra, công an kéo đến. Tuyến chẳng chạy mà cứ quần áo lấm lem bình thản đến quán cà phê cách đó chưa đầy 100 mét, điểm nhiên uống nước, mặc kệ mọi người bàn tán, công an khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, cảnh giác, hắn đã ít xuất hiện ở chỗ đông người. Có lẽ đến lúc nằm trại chờ ngày tựa cột, Tuyến vẫn không thể nào ngờ mình lại bị bắt bởi mấy anh dân quân tay không tức sắt. Nhận được tin báo, có người lạ mấy hôm sau cứ ngủ ngoài trạm bơm ở cánh đồng, cách thị trấn Kiến An chừng một cây số, với bộ dạng không minh bạch, tưởng trộm ba anh dân quân ở xã gần đó đã ập đến lúc đó tuyến lợn đang thiêu thiêu ngủ thì một anh lao vào ghi chặt lấy hắn hắn vùng dậy răng co nhưng không thoát nổi vòng tay cứng như gọng kìm ấy kể cả khi đã vòng súng ra đằng sau bắn xuyên bụng người định bắt mình thấy đây không phải là tên tội phạm bình thường hai anh dân quân còn lại cũng vội vàng tiếp ứng súng lựu đạn đã thua chiếc đòn gánh dũng cảm ở làng nước mắt sau sóng sắt bị bắt hùng hề cẩm thi phương tế đã thành khẩn khai báo các hành vi tội lỗi của mình nhưng riêng tuyến lợn thì không biết công an hải phòng bắt được những tên cướp nguy hiểm trên công an tỉnh quảng ninh đã vội vàng sang để lấy lời khai làm rõ những vụ trọng án trên địa bàn mình nhưng làm đủ mọi cách mà tuyến lợn vẫn chỉ khăng khăng nhận mình chỉ làm 7 vụ còn các vụ khác dù có nhiều bằng chứng kết tội nhưng nghi lắc đầu nói mình không phải thủ phạm không cách nào lấy cung được nên công an tỉnh quảng ninh đành trào thua giao tuyến lợn lại cho công an hải phòng Tôi có may mắn được gặp người đã trực tiếp tổ chức cuộc vây bắt tuyến lợn Phương Tế, Hùng Hề, Cẩm Thi cùng đồng bọn Đồng thời cũng chính ông được giao việc lấy cung tuyến lợn năm đó Ông là Thượng tá Nguyễn Trọng Lộ, nguyên là Phó phòng Cảnh sát hình sự Đội trưởng đội đặc nhiệm H88 huyền thoại Hải Phòng Ông kể, được giao lấy cung tên tội phạm cứng đầu đó, ông cũng lo lắm Chính ông đã tổ chức vây bắt hắn Nên ít nhiều gì hắn cũng có những ấn tượng không tốt về ông Thế nhưng là một người dày dạn kinh nghiệm ông đã quyết định tiến hành vào trại lấy cung bởi ông biết đã là con người thì dù có tội lỗi, tàn bạo mấy, y vẫn có điểm yếu và tấn công vào điểm yếu đó, chắc hẳn kết quả sẽ không tồi. Theo những thông tin từ những cuộc lấy cung không thành khác, ông quyết định sẽ lấy tình người để thu phục tên tội phạm nguy hiểm, chủ nhân của những vụ trọng án mà nhiều người gọi là vô nhân tính ấy. Vào nơi giam giữ tuyến lợn, giám thị trại bảo tuyến lợn có vẻ mệt, có lẽ hôm nay không lấy cung được. Ông thấy đây là cơ hội tốt nhất cho mình, bởi ý nghĩ có lẽ tuyến đã ân hận về tội lỗi của mình nên sức khỏe của y có phần giảm sút thế nên dù giám thị khuyên ông quay về nhưng ông vẫn quyết định vào buồng giam thấy ông vào tuyến đang nằm trên ghế chẳng thèm quay mặt ra thủng thẳng nói hôm nay tôi mệt chẳng thể nói gì được với ông cả tôi biết thế nên hôm nay tôi đã mời bác sĩ vào khám bệnh cho anh lấy cung thì hôm nào mà chẳng được bác sĩ vào đúng là tuyến lợn ốm thật y đang sốt chán lấm tấm mồ hôi sau khi bác sĩ tiêm xong Sực nhớ ra mình có gói trà sâm vừa được cơ quan cho khi sáng. Ông vội vàng lấy ra, hỏa nước cho Tuyến uống. Trà sâm là một loại nước uống rất quý lúc bấy giờ, nên thấy cán bộ đã cho mình uống. Tuyến lợn cảm động thực sự. Y đã không còn nói ông xưng tôi nữa, mà gọi là chú, xưng cháu, rất thân tình. Xong xuôi mọi việc, ông gọi giám thị lấy chiếu, chăn để Tuyến nằm nghỉ. Dặn dò, động viên hắn xong, ông chào ra về. Nhưng khi ông vừa toan cất bước, thì Tuyến đã gọi giật ông lại, nước mắt rơm rớm. Chú ơi, chú cứ ra ngoài chờ cháu, cháu nghỉ ít phút rồi sẽ khai thật với chú." Ông ra ngoài và đúng như lời Tuyến nói, đúng một giờ sau, hắn đã gọi ông vào. Ngồi đối diện nhưng Tuyến không dám nhìn thẳng vào mắt người chiến sĩ công an dày dạn kinh nghiệm ấy, cúi gằm y bảo, "Cháu biết khai những lời này chắc chắn cháu sẽ chết, nhưng cháu vẫn khai." Cả buổi chiều, hai người ngồi làm việc cởi mở như bạn bè giải bày tâm sự chuyện đời. Tuyến Lợn đã liền mạch khai trọn vẹn 32 vụ trọng án mà y cùng đồng bọn đã liều lĩnh gây ra. Ông Lộ Bảo, trong đời làm hình sự của mình, chưa một cuộc lấy cung nào mà lại bội thu như vậy. Hết buổi lễ cung, Tuyến Lợn đã khóc như trẻ nhỏ, y bảo nếu trước đây y may mắn được gặp những chiến sĩ công an hiểu y, tôn trọng y như ông Lộ thì chắc chắn bàn tay y không nhúng sâu vào tội lỗi tày đình như vậy. Phương tế, Tuyến Lợn đã phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng hai bản án tử hình. Hùng Hề, Cẩm Thi được đưa về Quảng Ninh xử điểm để làm gương cho tội phạm đất mỏ và chúng cũng phải nhận những bản án nghiêm khắc nhất. Trên đây là thông tin về Giang Hồ Đất Cảng, võ hiểm triệt hai đại ca hàng nóng tàn bạo. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bảng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip tiếp theo.